Tiếp sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về thuật toán prim, tìm cây khung nhỏ nhất bằng phương pháp rất là dễ. Đây là phần để cho các bạn lấy điểm, các bạn phải nhớ lấy chắc điểm phần này giúp mình. Tìm cây khung nhỏ nhất. Được nối bằng nhiều tất cả các cạnh có trị số có độ dài nhỏ và tổng số cạnh phải bé hơn bằng bé hơn số đỉnh. Ví dụ ta có 2, 4, 6, 8 đỉnh mà ta tìm ra 8 cạnh là sai rồi. 8, phải tìm ra 7 cạnh. Hướng dẫn cách làm, ta kẻ hai bảng như thế này. Đây là thuật toán dễ. Ta kẻ hai bảng như thế này. Rồi, các bạn thấy rõ không ạ? Rồi, chọn đỉnh bắt đầu. Chọn sao cũng được nha các bạn, đỉnh nào cũng được, nhưng khuyên các bạn là nên chọn đỉnh mà có liền cái cạnh mà có độ dài nhỏ, ví dụ là đỉnh E hoặc là đỉnh D. Độ dài nó bằng 1, mình sẽ chọn đỉnh E. Rồi. Đây là chỉ hướng dẫn các bạn thôi nha, còn các bạn phải trình bày như trong tài liệu á, mai đi thi sẽ được cầm tài liệu theo. Đầu tiên là ta sẽ đưa E vào. Các đỉnh nối với đỉnh E sẽ là đỉnh EB, ED, EB, EF, EA. Đỉnh nào có giá trị nhỏ nhất ở trong này? Đây ta thấy là ED bằng 1 là nhỏ nhất, ta sẽ lấy ED. Tiếp theo sẽ là ED, ta đưa đây qua đây, những cái này mà chưa dùng tới sẽ hạ xuống ED. Lấy ED rồi thì chúng ta không đụng tới ED nữa, ta có EB, EF, EA. Rồi tiếp liền với đỉnh D, liền với đỉnh D sẽ có là DC, DG, DH. Ta thấy cạnh này, trong tất cả cạnh này, rồi cạnh này đã dùng rồi. Ta thấy cạnh trong những cái cạnh này thì cạnh nào nhỏ nhất? Nhìn qua bên này ta sẽ thấy cạnh DC nhỏ nhất có giá trị là 3. Ta sẽ lấy cạnh DC khoanh vào đây để tí đánh dấu là không bị lùng trùng nữa. Tiếp ta sẽ lấy cạnh là ED, chuyển C qua đây, DC chuyển C qua đây, ta sẽ có EF, hạ cái này xuống, EB, EA, cái nào chưa dùng thì cứ hạ xuống các bạn, DG, DH, rồi C, C thì có là CA, CG. Tiếp xét tất cả những cạnh này, cạnh nào nhỏ nhất ta đưa ra ngoài, nhớ khoanh tròn lại thì ta sẽ thấy cạnh CA là nhỏ nhất, chỉ ngay qua đây EDCA. Cách này rất dễ, các bạn chỉ có nhìn một xíu là nó sẽ hiểu thôi nha. Ta có EF hạ xuống, tiếp tục EB, EA, DG, DH, cái nào chưa dùng thì cứ hạ xuống CG. Dưới này là A nè, ta sẽ có A, những cái gì nối với A nào? AB,
những cạnh có rồi thì mình không cần nha mấy bạn, giống như EA này, EA với AE thì cũng như nhau cả. Ta sẽ xét thêm cạnh nào nhỏ nhất trong này, ta sẽ thấy là cạnh DG là nhỏ nhất. À, rồi 1 2 cạnh DG đâu rồi? Đây, cạnh này nhỏ nhất này. Trong những cái mà mình đang xét các mấy bạn. Rồi. Đưa G xuống E D C A G. Ta có EF EB EA DH CG AB GH. Trong này những cạnh nào là nhỏ nhất mấy bạn? Cạnh GH là cạnh nhỏ nhất. Cái này ta đưa được DC ra này, ta được CA ra này, ta được DG ra này, ta được GH ra này. Cái này là ED. Rồi, tiếp. Ta đưa H xuống. E, D, C, A, G, H. Thì ta sẽ có là EF vẫn cứ hạ xuống, chưa xét thì mình cứ hạ xuống. EA, DH, CG, AB, phải hạ F. Ta thấy cạnh nào nhỏ nhất mấy bạn? Cạnh HF là nhỏ nhất. Đưa HF ra. Chuyển F xuống đây. E, D, C, A, G, H, F. Ta sẽ có EF, EB, EA, DH, CG, AB, F, FB, phẩy, FE, phẩy, FH. Tới cạnh nào là nhỏ nhất mấy bạn? Cạnh FH mình có rồi cho nên cái này không cần nữa nha mấy bạn. FH với FH F như nhau cho nên ta sẽ lấy cạnh H FB. FB là bằng 3 nhỏ nhất. B. Rồi. T có nghĩa là cái này nè, chỉ số bên này là bằng 7 rồi nè. Ta dừng. Nó không thể vượt qua số đỉnh được. Xuống đây ta sẽ có là E, D, C, A, G, H, F, B. Rồi. Tổng hợp tất cả cái cạnh như này lại ta sẽ có là ED phẩy DC phẩy CA phẩy DG phẩy GH phẩy HF phẩy FB. So sánh với đồ thị bên này thì ta sẽ vẽ lại nó như thế này. B C D E F G H thì cây khung nó sẽ như thế này. ED DC CA DG GH HF và FB, đây chính là frame cây khung bé nhất. Rồi, đây không mấy bạn. Đã xong thuật toán. Bài này là bài lấy trọn điểm, cho nên các bạn phải nhớ cho kỹ. Và giá trị. Ta sẽ cộng tất cả chỉ số của các cạnh lại. Đợi xíu các bạn.
rối quá này. Cái là mấy cái đoạn này mình quên mất tiêu rồi. Trọng số, đúng rồi, trọng số quên mất tiêu. Trọng số ta sẽ lấy tất cả những cái mình đã khoanh này, 4 này, 7 này, 9 này, 3 này là 4 1 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 7 cộng 9 cộng 3 bằng kết quả. Rồi. Chúc các bạn thành công.